Tiểu sử cầu thủ Dương Thanh Hào. Dương Thanh Hào sinh ngày 23 tháng 6 năm 1991 tại phường Trần Phú, Thành Quế, Quy Nhơn, Bình Định. Anh hiện đang là trung vệ của câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh. Sinh trưởng tại tỉnh Thành, miền Trung Bình Định, song sự nghiệp thành công của Thanh Hào lại gắn với mảnh đất phía Bắc xa xôi. Sinh năm 1991, năm 13 tuổi, Thanh Hào được tuyển vào ăn tập ở lò đào tạo Bình Định. Tuy nhiên, một thời gian không lâu sau đó, Hào đã buộc phải rời đi vì không có quá nhiều điểm nổi bật, lại có thể hình thấp bé ở vị trí trung vệ. Từ rèn luyện và hoàn thiện đến năm 19 tuổi, cầu thủ người Quy Nhơn đã có cơ hội trở lại trong màu áo của U19 Bình Định. Nhưng rồi số phận lại thử lòng người. Anh rời đội sau thời gian ngắn tập trung. 18 tuổi, đam mê và khát vọng. Trong lúc gia đình gặp biến cố về kinh tế, một quyết định có phần liều lĩnh làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chàng thanh niên trẻ tuổi. Vay mượn được ít tiền, Thanh Hào gật đầu cùng một người bạn đi tìm kiếm cơ hội ở phương xa. Điểm đến đầu tiên là đội hạng nhì Cà Mau, miền cực nam của Tổ quốc. Sau ít ngày luyện tập cật cực, trung vệ cao 1m75 đã nhận được cái gật đầu từ lãnh đội. Từ đây, Thanh Hào bớt nỗi lo phần nào với khoản lương ít ỏi từ đội bóng nghèo. Và quan trọng hơn là được chơi bóng cho thỏa mãn niềm đam mê từ thuở bé. Cánh cửa Cà Mau năm đó từng chật mà hóa rộng, đã đưa sự nghiệp của Hào bước sang một cánh cửa mới. Thi đấu nổi bật trong màu áo của Cà Mau, trung vệ có lối đá thông minh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh hai đồng bằng Đồng Tháp. Vậy là Hào xuôi xứ bưng biển với hợp đồng dài hạn. Chỉ mất một thời gian ngắn làm quen, Hào đã khẳng định được bản thân. Giai đoạn năm 2009-2010, cầu thủ 27 tuổi luôn xuất phát trong đội hình chính cùng Đồng Tháp trải qua biết bao thăng trầm. Tên tuổi của anh chàng cũng từ đó mà vượt ra khỏi tầm câu lạc bộ. Không phải mẫu trung vệ cao to, nhưng lối chơi đầu óc lì lợm, quyết đoán đã giúp Hào ghi điểm với các huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam khi đó. Từ thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc tại SEA Games năm 2013, hay ông Toshiya Mura trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN 2014. Với những màn thể hiện ấn tượng đó, Hà Nội TNT đã quyết định tung tiền để mua lại một năm hợp đồng để đưa có sự phục vụ của Thanh Hào. Dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng, chàng trung vệ tiềm năng ngày càng trưởng thành và toàn diện. Mọi chuyện khởi đi suôn sẻ cho đến đầu năm 2016. Thời điểm Hào dính phải một số chấn thương khiến bản thân không thể ra sân thường xuyên. Một năm sau đó, anh được bật đèn xanh về cẩm phả đầu quân cho đại gia mới nổi khi đó là Than Quảng Ninh. Tái hợp với người thầy cũ, cầu thủ Bình Định dần tìm lại được phong độ đỉnh cao và khẳng định chỗ đứng vững chắc trong hai mùa giải liền. Trước thềm V-League 2018, Than Quảng Ninh chia tay Minh Tùng, Văn Hiếu và cả Minh Tuấn. Với thầy Hùng, những vị trí đó đều có thể khỏa lấp bằng những cá nhân khác hoặc cách vận dụng chiến thuật phù hợp. Nhưng vai trò của trung vệ Thanh Hào thì bằng mọi giá phải giữ được, bởi còn Hào tức còn nền tảng để cơ cấu lại đội hình. Thực tế đã chứng minh ông thầy 58 tuổi không hề sai. Từ đầu mùa với chàng trung vệ con cưng ở hàng thủ, Than Quảng Ninh đã thi đấu cực kỳ thăng hoa và chiếm lĩnh vị trí top 4 trong xuyên suốt 16 vòng đấu. Chiến công đó lại có dấu ấn lớn của Thanh Hào, một con người miền Trung nhưng lại thành danh ở đất Bắc.